Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 12 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích cùng lãnh đạo tập đoàn Doosan Hàn Quốc đã đi thăm tặng quà cho học sinh trường tiểu học Bình Thuận, xã Bình Thuận và gia đình khó khăn tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn. Tại trường tiểu học Bình Thuận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo tập đoàn Doosan đã trao 599 suất quà cho các em học sinh trị giá gần 28 triệu đồng và trao 50 triệu đồng tiền mặt cho trường tiểu học Bình Thuận nhằm hỗ trợ cho trường sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt cho các em học sinh học tập. Cũng trong chiều nay, lãnh đạo tỉnh và tập đoàn Doosan đã đến thăm và tặng quà cho gia đình anh Phạm Công Đồng ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, thuộc diện khó khăn, đã được tập đoàn Doosan hỗ trợ 20 triệu đồng để xây dựng nhà. Đến thăm, đoàn cũng đã trao cho gia đình anh Đồng một chiếc tủ lạnh trị giá hơn 5 triệu đồng và một quạt máy trị giá 600.000 đồng. Trước đó, tập đoàn Doosan cũng đã có nhiều hoạt động từ thiện như hỗ trợ tiền cho 5 bệnh nhân bị sứt môi ở huyện Bình Sơn, phẫu thuật hở ở mép tại Hàn Quốc, giúp đỡ sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất cho trường tiểu học Bình Thuận.